cậu ấy đáng được đánh giá cao vì tất cả những điều này, vì cậu ấy đã chuẩn bị xong mọi việc. Jody à, làm sao mà em lại không mua quà cho bà chứ? Không, chúng tôi đã lên kế hoạch nhưng mà do con không đủ khả năng chi trả thôi. Đó chính là sự khác biệt. Hai đứa thấy mình kém cỏi đến mức nào khi có người khác chứng tỏ mình giỏi hơn chưa? Dạ con nghe mẹ. Sít, Sít à, ba của con. Là con đã tắt nó đi, ba không được nhắc tới công việc khi ở nhà nữa, được chứ? Con sẽ lo mọi việc, bà chỉ cần nghỉ ngơi. Vì vậy hãy nghỉ ngơi đi nào. Hôm nay con không cần phải đi làm hả? Nếu ngày hôm nay mà con không đến làm việc thì nhà thiết kế, nè, anh phải bình tĩnh được chứ. Cô ấy sẽ mất bình tĩnh nếu như mà thằng bé không đi làm đó. Cô ta chính là ác quỷ mà. Đúng vậy, cô ấy sẽ có khoảng thời gian rất khó khăn đó. Ba à, con không quan tâm đến bà ấy nữa đâu. Con sẽ có chút bình yên khi mà không có bà ấy ở bên cạnh. Điều tồi tệ nhất mà bà ấy có thể làm là gì chứ? Bà ấy sẽ trừ lương của con thôi. Vì vậy hãy để bà ấy làm những gì bà ấy muốn đi. Con sẽ không đi đâu cả. Ít nhất thì con hãy nói chuyện với Jody. Mẹ à, nếu như con gọi cho cô ấy thì cô ấy sẽ muốn đến gặp ba ngay. Lúc đó chúng ta sẽ không xử lý được. Chúng ta phải nhanh chóng đến Hacienda. Chúng ta không thể đưa ba đến đó khi mà ba đang không khỏe được, đúng chứ? Mẹ à, lúc này con sẽ không nói chuyện với Jody đâu. Con sẽ giải thích cho cô ấy sao? Con chắc chắn là cô ấy sẽ hiểu. Con có thể đảm bảo cho điều đó. Điều đó có nghĩa là con vẫn chưa nói với con bé chuyện gì phải không? Mẹ nghĩ là con đã làm điều đó với con bé một vài ngày trước rồi. Con định nói chuyện với cô ấy, nhưng mà con không thể làm được. Dù bắt cóc đã khiến cho cô ấy căng thẳng nhiều hơn, và hơn nữa còn vì đứa trẻ đó. Ba mẹ cô bé đã bán cô bé để mà có thể lấy tiền. Điều đó khiến cho cô ấy thêm tin rằng tiền chính là tất cả nguyên nhân mà mọi vấn đề đã xảy ra trong thời gian qua. Jody, bây giờ cô ấy vẫn còn rất đau lòng. Nhưng mà con không nghĩ là chúng ta sẽ phải giấu sự thật với cô ấy lâu hơn nữa. Ngày đó sẽ không còn xa. Và lúc đó chúng ta có thể nói cho Jody biết sự thật và khiến cho Didi hiểu ra. Và đây là cái khác. Thứ này khá đẹp. Đó là loại có kim cương và hồng ngọc nguyên chất. Đó là một chuỗi dây đeo dài. Anna có thể điều chỉnh kích thước cho phù hợp. Và cái này bao gồm một cụm kim cương. Và đây là một phần tuyệt nhất. Đó là viên ngọc lục bảo tuyệt đẹp. Tất cả đã được nhập khẩu. Chúng nhập khẩu ở Thái Lan. Chúng tôi đã đến mọi cửa hàng trong thành phố này. Nhưng mà con gái của tôi không thích cái nào cả. Tuy nhiên con bé có vẻ thích thú với trang sức ở đây. Cảm ơn ông rất nhiều. Phải mất nhiều năm để chúng tôi mới xây dựng được danh tiếng. Đúng vậy. Tuy nhiên để duy trì nó là một việc rất khó khăn. Và thật tuyệt khi mà có những người như ông ở đây khen ngợi chúng tôi. Đúng vậy, cứ xem đi. Cô có thể lấy cái đó cho tôi. Ở đây. Được rồi, hãy tịch thu mọi thứ trong cửa hàng này. Ông có thích surprise không? Ông cần phải rời khỏi đây ngay. Ông không thể mua sắm ở đây được nữa. Nhưng mà làm sao ông có thể làm điều này chứ? Vui lòng cho tôi một phút. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Là có chuyện gì? Đi đi à, họ đến từ cục thuế thu nhập cá nhân. Bà có phải là Duga Devi không? Đúng vậy, chúng tôi đến từ cục thuế thu nhập cá nhân. Đây là thông báo kiểm tra đột xuất của cửa hàng bà. Đi nào, chúng ta hãy đi nơi khác thôi con. Họ có danh tiếng tốt ở trên thị trường này. Nhưng mà bà không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Đi nào. Khoan đã. Chắc chắn là đã có một sự nhầm lẫn gì đó. Nó sẽ được giải quyết ngay lập tức thôi. Hãy cho chúng tôi một phút. À đúng vậy. Dạ thưa bà, đó là một cuộc kiểm tra đột xuất về thuế thu nhập. Nó không phải là chuyện dễ dàng để giải quyết ngay được đâu. Chúng ta sẽ mua trang sức ở nơi khác. Dạ thưa ông. Kesa,
hãy gọi cho ủy viên thuế thu nhập đi. À, ủy viên mà chúng ta biết đã được luân chuyển đến một thành phố khác rồi, và em không biết rõ về người mới. Ta biết là đang có một vấn đề, chúng ta cần phải đưa ra một giải pháp nào đó, em biết. Chuyện gì vậy Mona? Chuyện gì? Có người đến nhà của chúng ta đi đi à? Họ nói họ đến từ cục thuế thu nhập. Họ đang tạo ra rất nhiều hỗn loạn ở đây. Hãy về nhà ngay khi có thể. Được rồi, em sẽ trở về nhà sớm. Họ cũng đang vào khám xét nhà của chúng ta. Bây giờ chị cần phải về nhà. Em hãy lo việc ở đây đi, và hãy nghĩ ra điều gì đó có thể giải quyết những chuyện này. Dạ. Alo. Dạ ba Lu. Nào, đưa bàn tay của cháu cho chú xem nào. Mình có thể tìm xích đá ở đâu bây giờ chứ? Anh ấy có thể ở đâu đây? Mình hy vọng là anh ấy đã ăn gì đó rồi. Làm sao mà anh ấy có thể bỏ đi mà không thông báo cho mình biết chứ? Anh làm phiền em nhiều quá rồi đó nha. Khi nào thì anh ấy mới hiểu rằng mình rất là lo lắng cho anh ấy đây chứ? Còn hai cháu hãy mang giày vào được chứ? Dạ được, đi nào. Johnny à, cô bé này không hề nói chuyện với ai cả. Nó cũng không hòa nhập với những đứa trẻ khác. Nó ngồi đây cả ngày và cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó sẽ mất một khoảng thời gian để ổn định lại mà. Con bé rồi sẽ ổn thôi. Alo. Cái gì? Chúng ta không thể nào hoàn thành tất cả những chuyện này trong một ngày được xích à? Tôi sẽ ngồi làm việc suốt đêm nếu cần thiết phải làm như vậy. Mà nếu như vậy mà vẫn chưa xong được thì tôi sẽ đến đây sau khi làm việc cho đi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để hoàn thành nó cho xong. Dù sao đi nữa thì tôi có thể hoàn thành nó mà. Nếu không thì ba tôi sẽ rất là căng thẳng. Sít à, nếu có chuyện gì xảy ra với ba tôi vào tối hôm qua thì tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho mình. Sít à, hãy nghe tôi nói nè. Cậu đang quá khắt khe với chính mình rồi đó. Ôi thần Linh ơi, tôi làm vậy vì tôi biết là mình có lỗi. Làm sao mà tôi có thể khiến cuộc sống của mình trở nên phức tạp như vậy được chứ? Tôi không thể ở bên ba khi mà ông cần tôi nhất mà. Alo. Alo Prasan, Sid có đi cùng cậu không? Tôi cần nói chuyện với cậu ấy gấp. Dạ, chờ cháu một chút. Sid à, chú ba Lô cần nói chuyện với cậu. Dạ thưa chú, mọi chuyện ổn chứ? Sid à, cục thuế thu nhập cá nhân đã tiến hành kiểm tra văn phòng về nhà của chúng ta rồi. Nè, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Anh đang làm gì vậy hả? Thưa cô, hãy để chúng tôi làm công việc của mình được chứ? Làm sao mà anh có thể tự tiện xông vào nhà ai đó như vậy được chứ? Chúng tôi không tự tiện xông vào. Chúng tôi chỉ đang đến nơi mà người ta đang trốn tránh các loại thuế và đang kiếm tiền bẩn mà thôi. Ý anh là gì chứ? Anh đang vô cớ buộc tội chúng tôi hả? Có phải tên công ty các người là Didi Genre không? Chúng tôi có lệnh kiểm tra đột xuất ở đây. Công ty các người đã rửa tiền bất hợp pháp. Mẹ tôi sẽ không bao giờ làm điều như vậy hết. Bà ấy không bao giờ làm những việc như vậy. Bà ấy rất giỏi kinh doanh mà. Tôi chắc chắn rằng bà ấy đang bị vu khống và các người đã bị nhầm lẫn rồi. Nè, tôi cảnh cáo cô một lần cuối. Hãy để cho chúng tôi làm công việc của mình đi. Và hãy hỏi mẹ cô về mọi chuyện mà cô muốn biết. Hãy hỏi bà ấy về việc kinh doanh bất hợp pháp của bà ấy. Dừng lại đi. Đừng có mà nói về mẹ tôi như vậy đó. Xin lỗi. Làm ơn đi, đầu tiên anh cần phải nói chuyện với con gái tôi một cách tôn trọng. Và thứ hai, anh không có bằng chứng nào để buộc tội chúng tôi. Sao anh dám xâm nhập vào nhà chúng tôi chứ? Hãy để chúng tôi làm công việc của mình đi thưa bà. Thưa bà, cấp trên tôi đang ở đây, bà có thể nói chuyện với ông ấy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu đã niêm phong hết mọi thứ chưa?
Thưa bà, làm ơn đi, mọi người không thể nào can thiệp vào cuộc điều tra của chính phủ đâu. Nếu không chúng tôi sẽ có hành động cứng rắn đó. Thưa ông, làm ơn đi, đừng làm như vậy. Xin đừng cảm thấy khó chịu. Nhưng mà tại sao các người lại muốn niêm phong mọi thứ chứ? Thưa bà, quy trình là như vậy đó. Chúng tôi được yêu cầu niêm phong tất cả các tài khoản ngân hàng, sổ sách và các tài liệu có liên quan. Nó không giống như là việc chính phủ phạt hành chính người dân vì những tội nhỏ nhặt. Ở đây có vụ trốn thuế trị giá 2 tỷ ruby. Ôi, tất cả tiền của mình đều đang bị kẹt trong thỏa thuận với nhà Beta. Mình nên làm gì bây giờ chứ? Mình nên gọi cho luật sư của mình. Javier, thật tốt khi cháu đã đến. Thưa bà đừng lo. Thưa dì đừng lo lắng nữa. Cháu ở đây vì gì mà, hãy để cháu kiểm tra xem cháu có thể giúp gì. Cháu đã nói chuyện với chú Kesa rồi, chắc chắn là luật sư đang trên đường đến. Cảm ơn cháu rất nhiều. Tại sao lại xảy ra những chuyện này chứ? Javier, bà rất là vui vì cháu đã đến đây. Cháu biết mà, chồng của cháu, anh ấy luôn làm điều đúng đắn mà. Và tuy nhiên chúng ta không nhìn thấy Sid ở đâu cả. Cậu ấy đang ở đâu chứ? Không ai nhìn thấy cậu ấy từ sáng đến giờ. Dù sao cậu ấy cũng là con rể của Didi mà, đúng không? Cậu ấy có thường xuyên mất tích như vậy hay không chứ? Hay chỉ là khi gia đình có việc cần cậu ấy mới biến mất? Ba, mẹ, Sít à, ba, nhân viên thuế thu nhập đã đến kiểm tra đột xuất tại nhà mẹ vợ con và văn phòng bà ấy nữa, sao? Hả? Con không biết làm sao mà chuyện đó lại xảy ra được, ba con phải đi đây. Được rồi, con mau đi đi. Nhưng mà nghe ba nè, tiếp tục cập nhật cho ba về tình hình ở đó. Hãy nói cho ba biết nếu con cần sự giúp đỡ nào. Tất nhiên rồi ba, chúng ta sẽ cần giúp đỡ của ba đó. À đúng rồi, mối liên hệ của ba, ông Sama, ủy viên thuế thu nhập mới, có phải là bạn ba không? Ba, hãy nói chuyện với ông ấy đi, bởi vì đây là một sự hiểu lầm lớn. Điều này không thể nào xảy ra được. Mẹ vợ con dù hay phán xét nhưng bà ấy có chính kiến. Bà ấy thường hay khó chịu, nhưng bà ấy không bao giờ có thể làm điều gì bất hợp pháp. Có điều gì đó không ổn rồi, con sẽ đi. Rasana, chăm sóc ba mẹ giúp tôi, đừng lo lắng. Sita, con hãy bảo trọng đó. Thưa bà có thể kiểm tra kỹ lưỡng. Đây là một vụ lừa đảo trị giá 20 triệu ruby. Cho đến khi việc này được sắp xếp, chúng ta cần phải quản thúc chủ sở hữu doanh nghiệp này. Bà phải đi với chúng tôi ngay bây giờ. Rớt đi, chuyện gì xảy ra vậy? Làm sao điều này xảy ra? Sita, anh ở đâu vậy? Em đã rất là lo lắng cho anh. Thậm chí anh không còn gọi cho em lấy một lần từ sáng đến giờ. Rớt đi, anh đã. Đừng lo lắng, mọi thứ sẽ ổn thôi. Đừng lo mà. Mẹ à, con đã nói mẹ đừng đầu tư rồi. Mẹ đã đầu tư quá nhiều trong thương vụ với ông Meta. Mẹ sẽ gặp rắc rối. Ngày nay nếu như mẹ có số tiền đó thì mẹ có thể đưa nó cho họ và tự cứu mình. Nhưng mà mẹ không bao giờ lắng nghe con hết. Mẹ, con có đủ tiền trong tài khoản ngân hàng. Nhưng mà con không thể giúp mẹ vì con gái mẹ. Cô ấy không thích người có tiền. Con xin lỗi mẹ. Javier, làm ơn giúp chúng ta đi. Thoát khỏi tình trạng này bằng bất cứ giá nào đi. Hãy nhờ Kesa giúp đỡ cháu, được chứ? Mona, chị hãy chăm sóc mẹ và Rod đi. Đi nào. Thưa bà, chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi vừa mới biết rằng
chúng tôi không thể giam giữ bà. Chúng tôi sẽ phải bắt giam những người là chủ sở hữu thực sự của doanh nghiệp này. Tôi là chủ sở hữu của doanh nghiệp này, tôi chắc chắn như vậy. Nhưng mà về mặt pháp lý, doanh nghiệp này đang mang tên chủ sở hữu là Sodhi và Alexander. Họ phải đi cùng với chúng tôi. Hãy đi với chúng tôi nào. Cậu còn chờ gì nữa? Đưa họ đến văn phòng đi. Chúng ta cần thẩm vấn họ. Dừng lại ngay. Anh đang làm gì vậy? Làm sao mọi người có thể mang họ theo? Doanh nghiệp này đứng tên của họ, nhưng tôi điều hành công việc kinh doanh. Các người có thể hỏi bất cứ ai để xác nhận mà. Tôi sẵn sàng đi cùng với anh. Anh có thể hỏi tôi bất cứ điều gì anh muốn mà. Bà, bà thư giãn đi. Bà không có chuyện gì xảy ra cả, mọi thứ sẽ ổn thôi. Xin hãy nghe tôi nói. Chúng tôi không nói rằng chúng tôi sẽ không đưa tiền bảo lãnh. Chúng tôi cần một chút thời gian. Hãy cố gắng hiểu cho chúng tôi, được không? Chúng tôi đang hợp tác mà. Anh có nghĩ rằng bây giờ anh đang cho chúng tôi một ân huệ không hả? Thậm chí anh nghĩ rằng có lựa chọn nào khác ngoài việc phải hợp tác không? Các người đang dính líu vào một vụ lừa đảo. Thật không thể nào tin được. Chúng tôi đang cố lịch sự với các người, nhưng tôi biết các người không muốn giải quyết chuyện này một cách tử tế. Đây có phải là cách mà các người nói chuyện với phụ nữ không hả? Các người làm như vậy thật là quá đáng rồi. Cái gì? Anh nói gì vậy? Anh nghĩ chúng tôi là lũ ngốc hả? Được rồi, hãy để chúng tôi cho anh thấy những gì mà côn đồ có thể làm. Bắt cả hai người đó, nhanh lên. Johnny, Sida. Không, không, làm ơn đừng mà. Đủ rồi đó. Chỉ vì chúng tôi đang chịu đựng tất cả những điều này, điều đó không có nghĩa là chúng tôi là những kẻ ngốc. Hay là chúng tôi không hiểu luật pháp, sao anh dám chạm vào vợ tôi chứ? Trừ khi có một nữ sĩ quan đi cùng với anh, nếu không thì anh không thể chạm vào vợ tôi hoặc là bà của tôi. Hãy đi về và mang theo một nữ sĩ quan rồi quay lại nói chuyện với chúng tôi. Nghe nè, nếu chúng tôi mang bọn họ theo, chúng tôi sẽ phóng thích họ sau khi hỏi một số câu hỏi cơ bản. Nhưng một con rể của bà lại nghĩ rằng anh ta rất thông minh, anh ta nghĩ mình có thể đánh một viên chức chính phủ. Bây giờ hãy xem tôi làm gì với bà đây. Tôi sẽ biến cuộc sống của bà trở thành địa ngục. Sao các người có thể hành xử với một quan chức chính phủ như vậy chứ? Các người nghĩ mình là ai? Thưa ông, làm ơn hãy bình tĩnh. Tôi đồng ý rằng đó là lỗi của chúng tôi. Nhưng mà ông cũng hãy suy nghĩ lại đã. Ông sẽ phản ứng sao nếu như mà ông ở vị trí của họ đây? Nhưng mà tôi vẫn xin lỗi ông. Và họ chưa bao giờ chứng kiến một cuộc kiểm tra thuế thu nhập đột xuất như thế này. Bởi vậy họ mới phản ứng mạnh như vậy. Được rồi, bởi vì anh đã nói như vậy, cho nên tôi bỏ qua cho anh. Và anh có vẻ là một người đàn ông hiểu biết đó. Tôi sẽ cho các người một tiếng để mà trả tiền bảo lãnh. Sau đó chúng tôi sẽ bắt đầu công việc của mình. Chắc chắn rồi, cảm ơn ông. Bà đừng lo lắng. Cháu sẽ sắp xếp lại mọi thứ mà.
Xin bà hãy tin cháu. Cậu có im đi không? Cậu nghĩ mình là ai vậy hả? Cậu đã làm đủ rồi. Cậu cư xử như là một kẻ ngốc. Cậu hãy quay trở lại với nơi ở của cậu với thái độ này đi. Đây là nhà của tôi, chứ không phải là nhà của cậu. Cậu hiểu chứ? Cậu dám đánh một quan chức chính phủ sao? Cậu có biết suy nghĩ hay không vậy? Xích Đa, anh ấy đã làm điều đúng đắn mà. Anh ấy đã làm điều mà bất kỳ người chồng nào cũng sẽ làm cho vợ của mình. Anh ấy không thể đứng đó nhìn vợ mình bị xúc phạm được. Cậu sẽ không được ở lại đây. Đến văn phòng ngay đi. Nhanh nào. Con xin lỗi. Vợ con và bà con đang cần con. Con sẽ không đi đâu cả. Đã có Javier sẽ giải quyết mọi việc ở đây rồi. Cậu hãy đến văn phòng với Kesa ngay lập tức. Nếu Sita tới đó thì con cũng sẽ đi cùng anh ấy. Rớt đi. Em không cần đi đâu cả. Em, bà cần em mà. Em không tin tưởng anh sao? Hãy ở lại đây đi. Đưa cho tôi hóa đơn của tất cả mục này. Chúng ta có thể giải quyết chuyện này bằng cách. Có phải anh đang cố ý hối lộ tôi không? Không, ý tôi là tôi sẽ lấy hóa đơn. Mình chưa bao giờ thấy Kesa lo lắng nhiều như vậy. Làm ơn đừng làm phiền anh trai tôi nữa. Tôi sẽ trả lời các câu hỏi của các người. Cậu ấy là em trai tôi, tên là Balu. Có cậu ấy ở đây rồi, bây giờ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vào đây nào. Kesa, đi với em nào. Balu, tạ ơn thần linh là em đã đến đây. Chỉ có em mới thể xử lý được bọn họ mà thôi. Anh à, bình tĩnh đi nào. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Anh chỉ cần im lặng trước mặt bọn họ thôi, được không? Và đừng nói gì cả. Được rồi. Và đừng nói gì với Didi. Chị ấy sẽ rất tức giận. Ừ. Thưa ông, tôi sẽ trả lời tất cả câu hỏi của các ông. Không không không, tôi hiểu rồi. Tôi nghĩ đến việc hỏi xem là anh có thể. Được rồi, tôi hiểu rồi. Được rồi, điều đó hoàn toàn ổn mà. Cảm ơn rất nhiều. Ngay cả ông Meta cũng không thể nào trả lại tiền. Ông ấy cũng đã chuyển toàn bộ số tiền cho đối tác rồi. Đây đúng là một mớ hỗn độn mà. Mọi thứ đều sai. Làm sao mà tất cả điều này xảy ra được chứ? Và mình thậm chí không có tiền mặt ở trong tay. Mình lấy đâu ra nhiều tiền như vậy trong một giờ được đây chứ? Gì à? Cháu thật sự xin lỗi. Tất cả chuyện này xảy ra là do lỗi của cháu. Cháu đã đề nghị gì đầu tư vào thương vụ này? Không, làm sao mà chuyện này có thể là lỗi của cháu? Cháu chỉ giúp gì đầu tư vào một đề nghị hợp tác kinh doanh tốt mà thôi. Khi đó cháu không biết rằng chúng ta sẽ phải đối mặt với những rắc rối này mà. Vì có một số đối tác kinh doanh quen biết, dì sẽ gọi cho họ thế nào? Bây giờ dì cũng sẽ tìm hiểu về thực tế của quan hệ trên thị trường. Dì sẽ biết ai ủng hộ dì và ai không ủng hộ dì. Javier, dì có một yêu cầu. Dạ sao ạ? Cháu có thể làm bất cứ điều gì cho dì và gia đình này. Đáng lẽ dì không nên nói như vậy. Nhưng mà điều này thật đáng xấu hổ. Cháu cũng có thể có một số mối quan hệ làm ăn phải không? Nếu như mà cháu có thể, dì sẽ sớm trả lại tiền cho cháu. Dì à, cháu đã gọi hết các số liên lạc có thể giúp chúng ta rồi. Hãy đợi cháu một chút xíu, mọi thứ sẽ ổn thôi. Cháu hứa với dì đó. Cảm ơn cháu rất nhiều. Cháu phải đi ngay bây giờ. Cháu sẽ gặp lại dì sau. Cậu ấy có một sự giáo dục rất tốt. Cậu ấy là một người con rể rất tốt.
Chuyện gì xảy ra vậy Sam? Em đang làm gì vậy? Đó là điều em đang muốn hỏi anh. Anh đang làm gì vậy hả? Roddy đang gặp rắc rối. Vậy tại sao anh lại đứng ra giúp dì chứ? Dì ấy luôn luôn tự hào về tài sản của mình. Dì ấy luôn khiến chúng ta cảm thấy rằng dì ấy đã nuôi nấng chúng ta bằng tiền của mình. Vì vậy hãy để dì ấy tự cứu mình bằng tiền của mình đi. Tại sao lại giúp dì ấy? Thật hả Sam? Em đang nói gì vậy chứ? Em đã sai rồi. Một gia đình là một gia đình. Giờ đây không phải là thời điểm thích hợp để nói điều nhỏ nhặt như vậy đâu. Muna, ta phải nói rằng chắc chắn là cháu đã làm nhiều việc tốt mới có được một người con rể tốt như vậy. Không chỉ có Javier, ngay cả Sida cũng rất giỏi. Cả hai đứa chính là những người con rể tuyệt vời. Tất cả chúng ta đều rất là may mắn. Cháu chỉ cầu nguyện với thần linh rằng con gái cháu sẽ sửa đổi tính cách của nó. Và Didi sẽ chấp nhận Sida như cái cách mà cô ấy chấp nhận Javier. Cháu chỉ mong điều như vậy thôi. Gia đình này mới hạnh phúc được. Thôi nào. À, xin chào ông Sama. Tôi là Sida, con trai ông Kurana. Đúng, thật ra tôi muốn nói chuyện với ông về cuộc kiểm tra đột xuất tại nhà và văn phòng của Durga Devi. Sao? Không, không, không. Thưa ông, cảm ơn rất nhiều. Mình biết mà. Sida, mọi chuyện ổn chứ con? Mẹ à, con đã biết rồi. Qua cách mà bọn họ cư xử thì con đã nghi ngờ bọn họ rồi. Ba, cảm ơn ba rất nhiều. Nhờ cuộc gọi của ba cho con mà chúng ta mới biết được sự thật. Chuyện gì? Con sẽ giải thích cho ba sau. Con phải đi ngay bây giờ. Ba, điện thoại di động của ba đây. Rasan, đi với tôi. Hẹn gặp ba. Sida, bảo trọng đó con. Chuyện gì xảy ra với nó vậy chứ? Rai à, San không thử hỏi ông Sama là có chuyện gì vậy? À đúng rồi. Alo, ông Sama, ông đã nói gì với Sid vậy? Chuyện đó đó. Cái gì? Ông đang nói gì vậy chứ? Nhanh lên, các người sắp hết thời gian rồi. Chúng tôi không thể cho các người thêm thời gian nữa. Hãy đợi một chút. Hãy cho chúng tôi một ít thời gian. Cố gắng hiểu cho chúng tôi đi. Tôi sẽ trả tiền bảo lãnh cho các ông. Chúng tôi đang cố gắng hết sức mà. Sít à, cậu chắc chứ? Đây có phải là thông tin chính xác không? Hoàn toàn chắc chắn. Ông Sama là bạn cũ của ba tôi mà. Ông ấy đang giữ một chức vụ cao trong cơ quan thuế. Thông tin mà ông ấy sẽ cung cấp cho chúng ta sẽ chính xác. Thôi nào rốt đi, nghe điện thoại nhanh đi em. Nghe đi nào. Không được nghe điện thoại. Nhưng mà để mình gọi cho mẹ mới được. Sao Javier, nói gì nghe nào. Đi đi. Mẹ à, con đây. Đi đi, tôi không có thời gian để nghe những điều giới chẩn của cậu. Rasan à, chạy nhanh đi. Được rồi Sid. Ôi, lái xe nhanh đi, tôi sẽ gọi chú Kesa. Sid à, thậm chí cả ba Lu cũng không thuyết phục được họ. Họ không hề tin những gì chúng ta nói. Lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy những nhân viên thuế thu nhập như vậy đó. Chúng tôi đã cố giải thích nhưng mà họ không hề nghe chúng tôi. Họ đã lấy những giấy tờ cần thiết và mang chúng về rồi. Và chúng tôi cũng đang về nhà. Ôi thần linh ơi, ông Sama nói đúng rồi. Chào chú. Chú à, chú đừng lo lắng. Hãy về nhà cẩn thận đó. Được. Rasan à, chạy nhanh lên đi. Nếu chúng ta không đến đúng giờ chúng ta sẽ gặp rắc rối. Được rồi, nhanh lên, chạy nhanh nữa nào. Đi nào, đừng chạm vào con bé. Thưa ông, xin hãy cố gắng hiểu đi. Vui lòng cho chúng tôi thêm chút thời gian. Tôi đã nói với các người rằng tôi sẽ trả toàn bộ số tiền thuế mà các người nói rồi mà. Tại sao các người lại cư xử lạ lùng như vậy? Hãy cố gắng hiểu đi. Bà xin đừng lo lắng, Sida đã nói rằng anh ấy sẽ tìm cách mà. Buông tôi ra.
Anh dám chạm vào tôi một lần nữa sao? Anh không thể đối xử với phụ nữ như thế này. Tôi có thể kiện anh đó. Ôi, khỉ thiệt. Ôi, thần Linh ơi, tại sao chúng ta lại bị kẹt xe chứ? Rasan, cậu hãy quay về nhà nhanh đi. Nói cho ba mẹ tôi là tôi sẽ gọi cho họ. Tôi phải đi bộ. Được rồi. Cảm ơn cháu rất nhiều, cháu thân yêu. Thành thật mà nói, Ravi à, chỉ có con trai mới làm được những gì mà cháu làm cho gia đình này. Chúng ta mang ơn cháu suốt đời. Ravi à, cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ chúng tôi. Siddha, Siddha, tạ ơn thần linh là anh đã đến. Ravi thực sự đã giúp chúng ta rất nhiều. Nếu không thì gia đình chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn đó. Những sĩ quan đó đã cư xử không đúng mực với mọi người. Rốt đi, em đang nói gì vậy? Anh đã gọi cho em nhiều lần, tại sao em không trả lời chứ? Siddha, họ lấy điện thoại di động của em, làm sao em có thể trả lời cuộc gọi của anh được chứ? Nhưng mà Ravi đã nộp thuế 20 triệu ruby và sau đó đã sắp xếp mọi thứ rồi. Anh đã đưa cho họ 20 triệu ruby sao? Ôi thần Linh ơi, những người đó ở đâu? Họ đi khỏi đây khi nào vậy? Hãy gọi cảnh sát ngay lập tức đi. Tại sao chúng ta phải gọi cảnh sát chứ? Chúng ta sẽ nói gì với họ đây? Như thường lệ, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Và Siddha đã nghĩ ra câu chuyện mới của mình. Ravi đã xử lý mọi chuyện rất tốt đẹp mà. Và bây giờ, cậu đừng có mà giả vờ như là một người con rể tốt như vậy nữa. Siddha, thư giãn đi nào. Họ đã đi khoảng 10 phút trước rồi. Nhưng mà vấn đề anh đang nói là gì vậy? Vấn đề là chúng ta không cần phải đưa cho họ một xu nào cả. Cái gì? Thật sao? Vậy thì tôi nên làm gì? Tôi có nên để họ đưa con gái và mẹ tôi đi không? Mẹ à, xin hãy dừng lại ngay đi. Đổ lỗi cho con về mọi việc sai trái không phải là giải pháp đâu mẹ à. Không phải lúc nào con cũng sai đâu mẹ. Bởi vì họ không thể làm gì được Johnny và bà ở đây hết. Mẹ có biết tại sao không? Bởi vì họ không có thẩm quyền. Họ không phải là quan chức của thuế thu nhập. Họ chính là những kẻ lừa đảo. Họ đã lừa mẹ rồi đó. Ý cậu nói là cuộc kiểm tra đột xuất đó và những người đó là giả mạo sao? Đúng vậy đó mẹ. Siddha, làm sao mà cậu biết được tất cả những điều này? Đúng đó Siddha, làm sao mà anh biết được vậy? Anh đã biết một số người làm việc ở cục thuế thu nhập ở cấp nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà đây không phải là lúc để mà nói về chuyện đó đâu Roddy. Ngay bây giờ chúng ta phải gọi cảnh sát để họ bắt chúng lại và chúng ta có thể lấy lại tiền. Hãy gọi cảnh sát ngay đi. Theo kinh nghiệm của tôi trong suốt những năm qua thì điều này chưa bao giờ xảy ra. Mẹ, số tiền này rất là lớn. Chúng ta cần phải gọi cảnh sát. Đúng vậy. Được rồi. Hãy đến văn phòng và nói chuyện với Kesa. Chúng ta sẽ gọi cảnh sát vào sáng mai.
Javier, con đừng lo lắng. Dù sao đi nữa, chắc chắn chị sẽ trả lại tiền cho cháu. Dì à, dì đang nói gì vậy? Tiền của cháu không quan trọng đâu, doanh nghiệp của dì mới là quan trọng. Và cháu luôn ở bên cạnh dì, xin đừng lo lắng cho cháu. Dì cảm ơn cháu rất nhiều. Đi nào. Dạ. Cậu có muốn tôi mời cậu đi cùng với tôi không hả, Seda? Nhanh lên nào. Seda, cháu à, hôm nay là lần đầu tiên. Lần đầu tiên, Duga đã tin cháu. Đi đi nào. Đi đi cháu. Và giúp mẹ cháu thoát khỏi vấn đề này được chứ? Đi đi. Bà ơi, sao hả? Cháu nhìn thấy chồng mình được tôn trọng là cảm giác tuyệt vời nhất ở trên thế giới này. Thưa bà, thông tin của bà là chính xác. Chúng tôi đã được biết từ cục thuế thu nhập rằng không có kế hoạch kiểm tra đột xuất nào vào nhà của bà. Vậy chúng ta đang chờ đợi điều gì nữa chứ? Mọi người không hiểu sao? Tôi đã gọi điện cho ủy viên nhiều lần để giải thích cho ông ấy, nhưng mà ông ấy hoàn toàn không hiểu. Ông ấy cứ nói mãi là không thể nào can thiệp được. Mọi người nghĩ như vậy là sao chứ hả? Tại sao lại có chuyện này xảy ra? Dì à, hãy thư giãn đi nào. Họ sẽ phải làm công việc của họ. Thưa ông, xin hãy giải quyết vấn đề này ngay lập tức đi. Và hãy bắt đầu cuộc điều tra ngay bây giờ. Tôi thật sự không quan tâm anh cần phải làm như thế nào, nhưng mà các người sẽ phải xử lý vấn đề này. Tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo và tôi sẽ thổi phồng vấn đề này lên. Và sau đó ngay cả ông cũng sẽ không xử lý được nó đâu. Ông có biết điều gì không? Một khi tôi đã quyết định làm điều gì đó, tôi chắc chắn rằng tôi sẽ làm được. Đừng lo lắng thưa bà. Chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp vấn đề này càng sớm càng tốt. Xin lỗi, tôi sẽ quay trở lại sau. Cảm ơn Sida. Khi mà cậu tìm ra sự thật thì cậu đã cứu dì khỏi rắc rối lớn rồi. Javier, đây là gia đình của tôi, và tôi có thể làm bất cứ điều gì cho gia đình của mình. Nhưng mà vấn đề là ai phải chịu trách nhiệm cho tất cả việc này đây chứ? Tôi chắc chắn rằng ai đó đang rất ghen tị với Didi, nên họ đã lên kế hoạch này để chống lại chị ấy.